Hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2021. Thì em giới thiệu đến cả nhà lô bông trang Thái. Bông trang Thái đủ màu luôn nha cả nhà. Cả nhà mua combo đủ màu là trên dưới gì là 12 loại nha cả nhà. Thì cả nhà inbox qua giúp em. Inbox alo rồi đặt hàng giúp em. Đây, ví dụ như em cầm trên tay đây là cây bông trang màu cam. Cây bông trang màu cam. Màu cam hay còn gọi là màu cà rốt đó cả nhà. Đây, màu rất là tươi luôn. Đây, cả nhà xem nè, cái màu tươi lắm. Màu tươi. Rồi tiếp theo là màu vàng nghệ. Hồ vàng nghệ cũng là một cốt hết nha cả nhà. Đấy, một cốt. Rồi tiếp theo đó chính là trang sen và trang lá trái tim. Như anh này là trang lá trái tim nè cả nhà. Trang lá trái tim thì anh cũng giống trang Thái mình nhưng mà ảnh hình là lá trái tim. Đây cả nhà xem cái lá trái tim nè. Quay góc bên đây cho cả nhà thấy rõ. Đây. Còn anh này là cam lá xoắn. Cam lá xoắn, cái góc cam lá xoắn. Mấy anh lá trái tim gọn gọn nhìn rất là thấy cưng. Trái tim. Trang lá hẹ. Trang lá hẹ một cốt. Lá hẹ nha cả nhà. Mỗi lần đi ra vườn là rất là nắng. Nắng cực kỳ nắng. Anh này là lá trái tim nè cả nhà. Dạ rồi, tiếp theo là trang tím sen nha cả nhà. Màu tím sen. Màu tím sen rất là đẹp. Màu vàng nghệ, cây này ảnh đột biến nè cả nhà. Đột biến anh có một cánh ảnh đỏ. Cả nhà thấy ảnh đỏ nè. Đỏ một bông. Thường đột biến. Wow, cả nhà xem cái cây trang Thái này, ảnh thấy thường, ảnh nhỏ nhỏ mà ảnh cái cốt của ảnh cưng kìa. Cây tím sen lớn nè cả nhà. Tím sen một cốt. Đây, một cốt. Cả nhà xem cái cốt của ảnh nè. Cưng chưa. Quay góc bên đây cho cả nhà thấy rõ. Cái cốt của anh. Cam. Cà rốt. Màu vàng, trang này là vàng. Wow, cây màu cam này.
Cam cả nhà xem cái cốt của nó. Này là màu cà rốt, màu cam, cà rốt. Nhà thấy cái cốt của nó. Cừng. Cũng một cốt. Cả nhà thích cái cây ở phút thứ mấy, giây thứ mấy, cả nhà chụp màn hình giúp em rồi inbox giúp em ạ. Cốt của anh này bằng ngón tay em. Cây vàng nghệ.